Đó mọi người cùng xem này, một em gắn đang lú đầu này, mọi người thấy không? Đó, nó dính tại lưới rách mọi người. Bắt lên cho mọi người xem nha. Đây, một em gắn bông súng rất là to luôn. Đó, người thấy không? Đây, gỡ máy nha. Nè, rất là to luôn mọi người. Đó, em rất là to nha. Đây, một em rất là to luôn mọi người. Rồi, một em gắn con súng đầu tiên nha. Chở máy giao lòng nha. Một em đầu tiên. Hello các bạn, trở lại với kênh Hoàng Linh Vlog nha. Hôm nay mình tiếp tục đi thăm lưới gắn ở ngoài ruộng nữa mọi người. Hôm trước mình có làm hai cái clip rồi, nhưng mà mình chưa úp, khi nào úp thì mình úp liên tục luôn cho mọi người cùng xem nha. Rồi link mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Mọi người mình sẽ làm từng tập nha mọi người, nhắn cho phần mô tả xem nha. Hôm nay thì mới thăm được một con rồi mọi người. Khi nào có dính gắn nữa thì mình quay lại cho mọi người cùng xem nha. Mọi người cùng theo dõi nha. Ồ mọi người, cái lưới này dính một em gắn rất là to luôn nè. Nhưng mà bị ngợp chết rồi mọi người. Quá ổn. Mới chết thôi, rất là to luôn. Gắn này là khủng luôn nha mọi người. Gắn súng mà vậy là rất là khủng á. Đó. Gắn súng vậy là rất là khủng luôn mọi người. Rất là to luôn. Nãy giờ mình thăm 4 tay lưới. Ủa nãy giờ mình thăm là một tay này nữa là 6 tay rồi mọi người. 6 tay lưới. Mình dính được chỉ hai em gắn thôi. Một em kia thì dính dính cái lưới ấy mọi người, dính cái lưới gắt chứ không phải là dính cái lưới này nữa. Đó, rất là to luôn mọi người nè. Những gì là to dữ lắm, gắn bông súng gì là to dữ lắm nha mọi người. Rồi, một em tiếp tục nha. Rồi, cái này chết rồi, bỏ ngoài luôn mọi người, không cần phải bỏ vô lòng. Rồi, mới hái được mớ trái giác nó rất là ngon luôn nè mọi người. Vô kho cá trái giác. Nãy thăm lưới cũng được mớ cá rô, mớ cá sặc. Đó, tiếp tục nha mọi người. Mọi người cùng xem nè. Đó, hấp dẫn chưa? Dính con chuột nè, rất là hấp dẫn luôn. Mình quay lại cho mọi người xem nè. Đó, chính một em chuột cũng bé mọi người, không được to đâu. Đó, mọi người thấy chưa? Một em chuột này dính lưới nè. Bắt em máy nè. Chừng em máy cắn á. Đó, không dữ lắm. Rồi, dính nè mọi người. Rồi, một em chuột rất là to luôn. Đó nè, nhìn kìa, đó găng che xe nghe nè. Con chuột nhỏ vậy mà cũng to mọi người. Chuột này như là chuột cống lan hay gì mà của cống nhum đúng không? Chuột này chuột đồng đó, hấp dẫn nha. Con này bị dính lưới nè, dính vô cái chân nè, hai cái chân luôn. Dụng anh bà cho nó sống đi.
Đây, con cá rô to quay cho mọi người cùng xem này. Dưng em cá lóc cứng. Đó, cá rô rất là to luôn mọi người. Đó. Lưới này chủ yếu là mình giăng ra lưới gắn mọi người, để dính cá nhiều quá. Mình giăng cao lên nè, mọi người thấy không? Giăng cao lên trên nha, gắn bò ngang mới dính nè. Nhưng mà không dính gắn, toàn là dính cá thôi. Đó, cá rô rất là to luôn. Mọi người cùng xem nè. Đó, lưới dính cá quá trời luôn mọi người. Đây nè. Đằng kia dính một em gắn nữa nha mọi người. Em gắn con sống rất là to đằng kia. Chút xíu mình quay cho mọi người xem. Giờ em tiến hành gỡ mấy con cá này đó, dính nhiều quá. Gỡ bớt nha mọi người. Chuồng ít lên để nhử gắn thôi. Đây mọi người, con em gắn to kinh khủng luôn. Nhưng mà chết rồi. Hôm nay mình thăm hơi trễ quá. Thăm sớm thì còn sống, chết nên mọi người. Hình như là cái đầu của nó bị con cua kẹp hả, bị gì kẹp mọi người, nó đứt luôn nè. Đó, bởi vì nó mới chết nè. Rất là to luôn nha mọi người. Tiếp tục nha, à, có dính gắn nữa mình quay cho mà chia sẻ cho mọi người xem tiếp nha. Đây mọi người, cái lưới này dính rất là nhiều cá, cũng dính một em gắn luôn. Đó, mọi người thấy em gắn đằng kia không? Đó, tranh thủ gỡ cá cái quay em gắn cho mọi người xem nè. Em gắn này còn sống, còn ngóc đầu rồi. Rồi. Đây mọi người, một em gắn một súng rất là to luôn nè. Đó. Em này còn sống mọi người. Em hồi nãy ấy em chết nhưng em này còn sống nè. Đó. Rất là to luôn nha mọi người. Nay nước xả xuống hơi khô mọi người, cho nên lưới dính rất là nhiều cá luôn. Cá nhỏ nhỏ mình không tháo đâu. Tháo cá gà sặc với cá rô thôi, cá phi con rồi để lại nhử mấy em gắn này nè. Rồi. Xong mọi người. Em. Đây, con em rất là to luôn. Đó, mày thấy chưa? Rất hấp dẫn nha. Chờ mấy vào lòng thôi. Em kia chết thì bỏ ngoài. Đây mọi người, một em gắn bông súng đó mọi người. Đó, rất là to luôn. Em dính cái đầu con miếng à, bắt nha. Đó, rất là to luôn mọi người. Trên của em cá lóc nữa nè. Này dính không được nhiều, sắp sức rồi đó mọi người. Nó cắn, nó dính vô cái đầu nè, dính vô chỗ cái đầu nè. Khó tháo quá mọi người, nó cắn dính vô cái đầu luôn à. Mà không có cây kéo để, cây dao để cắt nó. Rồi, ra. Em rất là to. Em này chắc chết quá mọi người. Rồi, chết mọi người. Mới chết luôn. Rồi, ba em. Em này khô luôn rồi nè. Những nước. Đó.
Đây mọi người, lại dính một em gắn bông súng to nữa. Nhưng mà em này còn sống mọi người nè, rất là to luôn. Gỡ máy nha, này quắn hơi nhiều rồi, em này chắc khó gỡ mọi người, quắn nhiều quá. Rồi, một em. Con em này không biết sống không nữa mọi người. Thấy còn yếu quá. Cái đầu hồi nãy nó quắn vô cái đầu cứng quá. Đó, còn em nữa nha mọi người. Bỏ vô lòng đi rồi. Để cho thử coi nó sống không. Đấy đầy hết. Rồi, tiếp tục mọi người.